trời tạo ra địa chấn và cái đầu anh là điểm nhấn. Hey yo và hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Pon Video. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm tiếp tục video về Minecraft các bạn ơi. Thì ok, thì đã có rất nhiều bạn kêu mình làm Visemon. Để thì Visemon là một cái thế giới rất nhiều Pokemon các bạn ơi. Thì đây cũng là lần đầu tiên mình chơi cái thể loại mod Visemon này các bạn ơi. Mình đã thấy rất nhiều người chơi rồi, ví dụ như là anh Lộc Yutaki này, Nosert này, Fukati này, chắc nhiều người đã chơi luôn đấy. Thì mình cũng muốn trải nghiệm thử cái mod này nó có gì thú vị và hay nha các bạn. Thì mình là một thằng rất là nước trong cái việc mà sinh tồn ấy. Thì ok, thì nếu mà mình chơi mà có gì mà nó không gọi là pro vô lắm thì mấy các bạn cứ thông cảm cho mình nha các bạn. Hello các bạn ấy, thì đây là thế giới của mình các bạn ơi. Thì mới vào mình để cho cái việc mà sinh tồn nó ok con dê một tí, thì mình đã có một cái giường thượng ở đây các bạn ơi. Đấy. À, mình cũng hỏi luôn các bạn là nếu mà các bạn có thích mình chơi thêm cái điều sắc quát của cái Bishimon đó các bạn ơi. Thì mình có đi khảo sát á, thì mình thấy là một số bạn không thích và một số bạn có thích. Ấy, thì là bạn nào thích cái mình chơi cái điều sắc quát thì nhớ comment bên dưới các bạn ơi. Ok, đây là cái đường thủ của chúng ta các bạn. Ý xời, ui, Grid Bone này các bạn, được của nó các bạn ơi. Đây là kiểu như mình cũng không biết kế tạo mấy cái quả cầu này các bạn ơi, nên mình phải chạy cái dinh thưởng này để mình có quả cầu để mình đi bay bắt Pokemon ấy. Được chưa, ngon chiếm lút luôn cái dương nha các bạn ấy. Thì cái con một cái mon của mình chọn Charmander nha các bạn. Thì đây mình cho các bạn xem Charmander của mình ý xời đấy, đuổi được của nó thực sự các bạn ơi. Ôi cute Pomeroy quá trưởng ấy, mình sẽ cố gắng nâng cấp cái con Charmander này lên cho nó mạnh các bạn ơi. Ý wow 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 nó ấy, mình rất là sợ luôn. Thì mình đã trước khi quay rồi mình đã có chơi thử các bạn ơi. Ui con rắn kìa, ui ít sơi, ui một con rắn các bạn ơi, đẹp khay. Ui con này level 10 các bạn ơi, con này level 10 mà Charmander của mình mới level 5 thôi, rồi mình chắc mình chơi không lại đâu. Ok mình sẽ đi kiếm một cái gì đó nó hot hot. Ui cái này bị gì ta, mình nghĩ là mình sẽ đi chặt một cái gì đó. Ui con gì cu te phết nhờ, được của nó. Ui bạn cái đây được quái nổi bạn ơi. Ui quá nhiều Pokemon luôn ấy. Thì mình chưa có chế chơi cái Bishimon này bạn. Thì nếu bạn thích mình chơi Bishimon. Ui wow, ui ngồi lửa kìa. Ôi mình coi Bishimon mình có thấy con này nha bạn, hình như nó rất là hiếm các bạn ơi. Các bạn biết con này có hiếm hay không bạn? Bonita. Ui mà mấy con này mình đánh không lại nó các bạn ơi. Nó cấp 8, con này level 8, con này level 10 thì mình nghĩ là mình chỉ chơi không lại đâu. Ui có dưa kìa bạn ơi, phải không ta? Mí các bạn ơi, vãi cả nồi mí ạ. Ui mình chỉ đi xung quanh đây coi thử có cái con nào mà leo ở thấp bạn. Mình chỉ đánh nhau với nó thử các bạn ơi. Mình coi thử mình đánh nhau với nó được không. Ui con này level 10 luôn. Ui sao thế giới này có nhiều con Bonita. Ui nó đánh mình các bạn ơi, chơi mày luôn. Tuổi gì mà chơi bố. Ui cái gì đây, chạy các bạn ơi, chạy. Ui no, run. Ui tha em mà nội. Ui trời ơi, mình gặp đúng đối thủ mạnh nha các bạn ơi. Cái con Bonita này mạnh quá nồi các bạn ơi. Ui chết rồi, Charmander của mình quá trời nồi các bạn. Thì mình mới chơi nên hơi bị hơi ngu các bạn. Các bạn thông cảm mình nha các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ đi đi thôi nào. Ui có nhiều đồ mới quá trưởng các bạn, để mình kiểm tra thôi. Đây là gì ta? Ui à, đây là cái bách là một cái ba lô các bạn. Ui nhiều đồ quá chữ các bạn ơi. Ui mình sẽ đi. Ui các bạn làm biết cái cách nào để cho cái con Charmander của mình nó hồi sinh không? Nhưng con Charmander mình nó bị chết các bạn ơi. Ui cái kia là gì đây? Quá còn một cái món kìa bạn. Ui được của nó bạn, quá còn một cái món kìa. Ui Golden Berry là gì ta? Ui, mình núp tiếng Anh vãi chưởng các bạn nào. Ui. Nhà thi đấu Pokemon. Được của nó các bạn ơi, mình sẽ vào thôi bạn. Hy vọng là chỉ có cách nào để giúp con Charmander của mình nó gọi là sống lại bạn ơi.
Em mình lỡ dạy mình chơi cái con Bonita vậy. Mình thực sự là nó level 10 với level 5 nó quá là cao ấy. À, mình biết cái này nha. Cái này là hồi sinh này đúng không? À mình chữa thương chứ. Ui trời, đấy, chữa thương Pokemon nè các bạn ơi. Ui, nghe tiếng như là một cái lò sưởi vậy. Nhưng mà cái lò ấy, này cái gì ta? Ui, mấy cái này mình không rõ lắm các bạn ơi. Thì thôi mình cứ để tạm đây các bạn. Ok, mình nghĩ là mình sẽ lấy chỗ này làm nhà luôn nha các bạn. Mình sẽ bật đây lên là house. Đấy, mình sẽ lưu cái điểm này nó thành màu vàng. Ê, ở đây là cái nhà của chúng ta. Ui, nhìn cũng được nha. Mình sẽ đi xung quanh để thử có cái gì hot không nha. Ui, chắc mà mình gặp ở đây sao không thấy con một cái mon nào nhờ. Ê, ui kia. Ui, con gì nhỏ thế. Ui, con này level 8 luôn, sao mình chơi lại vậy? À, từ, mình có một quả cụ nha bạn, Usabon nha bạn. Hình như cái này nó hiếm các bạn, mình sẽ bắt thử một con này nha các bạn. Hy vọng là sẽ bắt được các bạn ơi. Vào đi. Hy vọng nó sẽ vào các bạn ơi. Đừng có ra ngoài mà các bạn. Ui, không ra ngoài được các bạn ơi. Mình chắc là khó chịu quá chữa các bạn. Bắt con này không được các bạn ơi. Hình như là mình phải đánh nó thì mới bắt được các bạn. Ui, con này level 10. Ui, cái gì đây? Định chơi mình hả các bạn? Con này level 10 rồi. Con định chơi nó không ta? Chơi luôn. Chơi mình luôn. Ui, ý sơi. Ui, ý sơi. Ui, chơi mày luôn. Mặc dù mình không biết thì chiêu nó là gì các bạn. Ui, sao nó không đánh nhau ta? Ui, một tí máu à. Ok, mày luôn. Ui, ý sơi, ý sơi. Chạy các bạn, chạy. Ui, mình chơi không lại các bạn ơi, mình phải chạy thôi các bạn. Mình nghĩ là mình chỉ cần bỏ cái bò nè. Mình có nên dùng cái quả Usha Boy này bắt nó không ta? Chơi mày luôn. Ui, nó được không nhờ? Ui, yeah. Mình đã bắt được cái nó bạn ơi. Yeah. Ui, mình được khá là nhiều ép luôn ấy. Ui, ngon. Vậy là mình đã có được một con. Con gì đây? Mình để cho các bạn xem nè. Ekan ấy, đợt của nó level 10 luôn, ngon nè. Thì đây là con Pokemon đầu tiên mình bắt được các bạn ơi. Như mình đã sử dụng cái quả cầu kia nó hơi bị phí nhờ các bạn. Ui, trên kia có hai cái con chó sói kìa các bạn. Ui, mình dùng mấy cái quả cầu hơi bị phí nha các bạn ơi. Ok, vào đi. Vào nhà thôi, đấy. Ui, con đây là con gì đây? À, level 5 với chúng tôi này. Mình sẽ cho cái con Charmander mình đánh với con này. Level 5 của chúng tôi. Ui, chết, mình quên chứ. Charmander mình còn ít máu. Ui, mình quên các bạn ơi. Mình quên. Ui, sorry anh Charmander. Bắt mày luôn. Dùng con Ekan này ra chiến đấu các bạn ơi. Tại vì cái con Charmander của mình nó yếu máu rồi. Ui, mình không biết chiến đấu làm sao các bạn. Glass này, cho mình chết. Cho mình chết này, đùa với con rắn chúng tôi. Ui, con này cũng mạnh thế, châu bò ấy. Chơi mày luôn. Cấp 5 rồi. Mình sẽ không thu phục cái con này nha các bạn. Thì nghĩ cái con này nó khá là xấu. Nên mình sẽ dùng cái con Ekan khi mình tấn công nó luôn và nó sẽ kiếm nhiều kinh nghiệm mấy bạn. Đấy, con Ekan của mình level 10 lên nên mình không có sợ bạn ha. Ui, đánh bố mày không có đau đâu. Chơi mày luôn nè. Mình không có... Ui, chết luôn ạ. Được, chết luôn. 42F luôn, ngon. Ok các bạn ơi, mình đã làm được cái tiến trình gì đây. Vô defeat Nidoran. Mình cũng hiểu các bạn ơi. Thịt heo sống, ôi mình được thịt heo sống các bạn. Ngon, một cái thịt heo sống các bạn ơi. Ui, mới đánh có hai con mà trời đã tối rồi à. Ok, mình sẽ đi vào mình. À, mình chưa có cái giường ngủ nữa các bạn ơi. À, thì cái thế giới này á, thì cũng mình nghĩ là nó cũng không có gọi là quái vật nhiều lắm đâu các bạn. Ui, nghe cái con này cái kiểu như cái con giống cái bảng như ta. Ui, nó di chuyển rồi. Ok, mình sẽ đi vào
cái nhà để mình cho cái anh Pokemon mình hồi máu các bạn ơi. Ok, hồi máu đi nào. Đấy, một con Ucha, con Charmander với con Ekans của mình các bạn ơi. Ok, đấy, đây là hai con mình, một con level 7, một con level 10 các bạn ơi. Ok, mình sẽ đi kiếm, mình sẽ đi coi thử xung quanh đây còn thử một cái mon nào không. Ôi, trời tối các bạn ơi. Thì không có zombie mình cũng không phải sợ đâu. Mình sẽ chặt một ít gỗ để bạn mình có thể mình cần cái nhà của mình ấy, không phải cái nhà nữa mà cái nhà mình ăn trộm ăn cướp. Đây. Đây là cái nhà của mình. Thì cũng không có đốt nhiều các bạn, mình sợ là nó tối quá thì nó không ok lắm bạn, mình sẽ đi chặt một ít gỗ để mình làm than gỗ các bạn ạ. À. Bây giờ mà xuống hang đào thì ổn ổn các bạn ơi. Mình vẫn chưa biết cái cách chơi cái này các bạn ơi. Thì nào bạn nào biết cách chơi được cái game Bismon ấy, đấy các bạn để lại comment ở dưới video cho mình biết nha bạn. Đấy. Ui cái con gì đây? Ui con cắt kè. Ui ui. Không phải cắt kè mà con này là con bồ cạp các bạn ơi. Tao là con bồ cạp. Ấy. Một khi mẹ lòng đụng chạm mấy lòng tự ái của bố mày thì chết. Ui, con này level 3 này, chơi mày luôn nè, Charmander đâu? Ok, mình chỉ cho con Charmander này vào nhà mày. Chơi mày luôn. Ui, chết. Mình chơi. Chơi mày luôn này, chơi mày luôn. Hồi nãy mình ăn hiếp mình đó bạn. Ăn hiếp tôi này, ăn hiếp chúng tôi này. Ui, cái gì đấy? Này coi bạn, một feed nữa là nó chết đó bạn. Ăn hiếp với chúng tôi này. Ok các bạn ơi, 25 kinh nghiệm luôn. Được của nó các bạn. Hai miếng thịt nữa các bạn ơi, ngon. Ok các bạn. Mình sẽ đi đánh tiếp cái con này các bạn. Có con này con bồ cạp. Tao là con bồ cạp này. Ui, level 5 mình rồi, cứ chơi với chúng tôi này. Chỉ cho cái con Ekans mình tấn công nó bạn. Tại vì con Ekans của mình level 10 đừng. Sợ gì con này. Ui. Chơi với chúng tôi này. Chơi luôn này. Chơi mày luôn. Bố mày level 10 lận mày level 5 chơi thế nào được cái bố. Ui. Đau thế nhờ. Mình chỉ cho nó một chiêu thôi bạn. Thì mình chắc là ngu thôi bạn. Mình không biết mấy con này có hệ gì bạn. Hình như con này là nữ bạn ơi. Nào mà đánh nữ thì hơi kỳ bạn. Nhưng mà thôi. Thì mục tiêu tương lai sắp tới này nam nữ không quan trọng bạn. Ok này. Ui. Cái lia là cái gì ta. À mình hình như lia là bơm máu. Ôi, mình chỉ đánh dứt điểm con này luôn nha bạn. Lằng nhằng với mày. Lằng nhằng với chúng tôi này. Lằng nhằng với tôi này. Ui 81 kinh nghiệm luôn ạ. Ngon. Két bạn ơi. Ui. Ui con này con gì. Level 12 à. Level 12 bắt đầu chơi với chúng tôi này. Chơi mày luôn. Ui rồi ui. Chạy chạy các bạn ơi. Mình đụng nhầm người các bạn. Ui, Charmander mình chơi không lại đâu các bạn ơi. Là Charmander mình là nữ, mày là nam mình đánh nữ rồi. Yếu vãi nồi. Chạy. Ui, bạn nó đánh một phát. Charmander mình còn. Ui, no. Chạy anh ơi, thay em. Thay em. Ui, thay em anh ơi. Căng thế anh ơi. Ui, ở đây không có gì hết nhờ bạn. Ui, con này, ui, con gì đấy. Ui, Charmander mình bị chết rồi. What the fuck? Ai đánh Charmander mình đây? Ui. Ui what the fuck đi. Lux is all. Con này con gì đẹp phải nổi bạn ơi. Ý trời. Được của nó bạn. Đẹp phải chướng. Wow. Bạn đi con này level 15 được các bạn ơi. Mình chơi nó không lại đâu bạn. Ui. Ui. Mình chỉ đi kiếm một cái gì đó nó. Ở đó. Ui. Kiểu thì nó sẽ gọi là sinh tồn nó sẽ ok các bạn ơi. Nếu mà ăn gì giống như là nó cheat quá mình không chơi được. Đấy chỉ đào một ít đá nha các bạn. Thì mình chơi cái này rất là núp luôn các bạn. Thì nếu bạn nào thích mình chơi series Bismon các bạn để lại thăng số 1. Còn thích Bonby làm Minecraft thì bạn để lại thăng số 2. Đấy ok bạn ơi, để lại một like một subscribe ủng hộ kênh nha mọi người. Like tiếp để có mình động lực làm Bismon tiếp theo nha mọi người. Mình rất thích chơi Bismon luôn ấy. Với lại mình cũng chưa tìm hiểu về cái game này lắm các bạn. Thì đây cũng là lần đầu tiên mình chơi mod luôn các bạn. Nên hình cũng chắc là gà luôn. Các bạn thông cảm cho mình nha bạn. Thì kết thúc tập này thì trong thời gian giữa hai tập thì mình sẽ cố gắng tìm hiểu thêm những cái mà mình không biết ấy. Ok. Ôi, mình thấy anh Lộc Yutaki chơi ấy, thì nãy có năng Pokemon lên hiện thoại hiện đồ luôn. Mình cũng không có biết cái cách năng luôn. Với lại ở trong đây không có biết có cụ nhờ, có được ngủ không các bạn. Hay là mình có thể thức qua đêm luôn. Mình cũng không hiểu rõ luôn. Ui con này level 9 nè.
Mình nghĩ là mình sẽ đi xung quanh đây để kiếm một cái ít gọi là lương thực các bạn ạ. Ôi, mình nghĩ mình sẽ về nhà làm cái lò nung các bạn. Mình cần nung ít thức ăn và làm một ít đuốc các bạn ơi. Để cho thắp sáng cái nhà mình thôi các bạn, nhìn cái nhà mình rất là tối luôn ấy. Mặc dù nó chỉ sáng ở trong thôi. Có một cái cục đèn là sáng nhất thôi. Ok, mình sẽ làm một cái bàn chế tạo các bạn ơi. Đấy. Từ từ mình sẽ làm một cái ba lô. Mình để mình bỏ đồ luôn cho nó dễ các bạn ơi. Đấy, mình đặt cái bàn chế tạo ngay đây. Và một cái gương mình đặt ngay đây luôn. À, sẽ làm một cái lò nung nha các bạn. Đấy. Để mình đun thức ăn lên. Mình đun ít thức ăn lên để mình ăn các bạn ơi. Mình không biết là cái ngòi mà thức ăn của thịt đây ra mình còn ăn được cái thức ăn nào ở đây, ở trong đây không nha các bạn. Ui, cũng được các bạn ơi. Ok. Thì mình có thử một cái ba lô thì nó làm rồi. Ui, cái ba lô này không có cách làm à nhờ. À, thì ra nó cần những cái bottom bắt bay này. Ui, cần da thuộc à. Ui, khó thế. Ui, cần có sắt nữa cơ. Vì là mình phải đi đào một ít sắt các bạn ơi. Vậy là mình phải đi mai rồi các bạn. Đấy, ok, thì mình sẽ đi mai thôi các bạn. Mình nghĩ là trời, mình chờ trời sáng. Ui, con này con gì vậy? Ui, các bạn nào biết con này con gì các bạn comment dưới video cho mình biết các bạn. Đẹp khoái nổi các bạn. Ok. Thì mình sẽ đi mai. Ui, bên đây cũng có một con nữa nè. Ui, hai anh em à. À, mình sẽ cho cái con Charmander mình nó hồi máu các bạn ơi. Hồi nãy nó bị chết do cái con gì đó đánh công các bạn. Đấy. Thì trong thời gian giữa hai tập mình sẽ cố gắng đi đánh để nâng cái kinh nghiệm của mấy cái con này lên. Ok, thì mình sẽ đi mai một tí nha các bạn. Mình sẽ đi mai gần nhà thôi. Không cần phải đi xa đâu các bạn. Đấy. Ui, có nước này luôn là ngon nè. Đây nào bạn, mình sẽ đi mai bên đây nè bạn ơi. Ôi trời sắp sáng luôn nha. Chào mày ở bên khu vực này nha. Tụi con này 12 luôn rồi. Mạnh thế. Ok, mình sẽ đi mai ở đây nha bạn. Đấy. Hy vọng ở đây sẽ tìm được ít sắt các bạn ơi. Mình nghĩ là sắt thì sắt là quan trọng trong cái series Bishimon này phải. Đấy. Thì cái series nào thì cũng phải khoáng sản nó rất là quan trọng nha bạn. Đấy. Mình cần đào một ít sắt này, vàng này. Để mình làm những cái trang bị mới trong cái series này các bạn. Mình thấy là nhiều youtuber khác người ta chơi rất là pro luôn. Mình chơi rất là nước các bạn thông cảm luôn các bạn. Thì đây là lần đầu tiên mình chơi luôn các bạn. Mà có gì sai sót các bạn thông cảm nha bạn. Uầy, không biết kim cương trong đây nó có tác dụng gì không nhờ. Mình cũng không rõ các bạn. Uầy, lần đầu tiên trong cái tập đầu tiên mình đánh được một con rắn này. Gặp được rất nhiều của Pokemon thú vị nè các bạn. Và mình nghĩ là tập đầu tiên cũng khá là thuận lợi bạn ơi. Cũng khá là may mắn rồi. Cho mình nữa bạn. Đấy. Ok luôn. Thôi, mình nghĩ tập đầu tiên của mình nên vô đây cũng là đủ các bạn ơi. Tại vì tập đầu tiên là mình chỉ chủ yếu là mình chỉ giới thiệu cái series của mình và chơi một ít cho các bạn xem thôi. Ui. Ui, cái gì đây? Con bướm nè. Ui. Villion. Ui, con này đẹp quá. Ui, con này con gì đây? To thế. Con này không phải là con huyền thoại không? Taurus. Ui. Taurus là một con trâu các bạn ơi. Con này cũng khỏe là huyền thoại đấy. Yeah, ok. Thì mình nghĩ cái tập đầu tiên của mình đến đây cũng đã kết thúc các bạn ơi. Thì trong cái tập đầu tiên mình chủ yếu là mình chỉ đi giới thiệu cho bạn biết là mình chơi cái series này thôi bạn ơi. Nếu bạn thích series của mình á, mình đã lại một like, một subscribe, ủng hộ với mình các bạn. Thì cố gắng trong thời gian dưới hai tập thì mình sẽ cố gắng nâng cấp cái con Charmander với cái con Ekans của mình lên level cao nhất các bạn ơi. Nếu các bạn thích series mình, đừng quên để lại một like và subscribe nha bạn. Ok, chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.